Alo, mến chào cả nhà Tiên Store. Hôm nay theo yêu cầu của một vài khách hàng là vì mặt hàng của mình hiện tại bây giờ nó lên rất nhiều, tới mấy trăm món hàng nữa. Thì đương nhiên là nó từ A đến Z, từ cái mỹ phẩm đến đến cái gì đó mà mang gọi là cái gì thực phẩm chức năng rồi máy móc gia dụng nhà bếp rồi tùm lum, nói chung nó nhiều. Thì có nhiều bạn nói rằng là bây giờ nội trong cái những cái đồ gia dụng nhà bếp nó có nhiều máy khác nhau, nhưng mà có nhiều máy nó cũng có những cái công dụng tương tự như nhau, thành ra người ta cũng không biết lựa chọn như thế nào. Thì mình chỉ cần có nói như thế này, mỗi một cái máy thì nó có, đương nhiên là nó nói chung là bây giờ nó có nhiều cái công dụng gần gần giống nhau đi, Cho mình nói nên là hôm nay vậy. mình tổng Hôm nay cho nên em mình tổng hợp lại, nhưng mà mỗi máy đương nhiên nó có một cái ưu điểm của nó, một máy nó có cái ưu điểm của nó. Thì ví dụ như cái này nó nhẹ nè, đó ha, xách tay được, con đem đi ơi, em đâu xin cũng được lỗi ha. ba ba à, tổng hợp và hôm nay là mình tổng hợp những cái máy mà có chức năng làm sữa hạt. Tại vì có khách muốn mua máy làm sữa hạt nhưng có nhiều loại máy quá, khách không biết lựa loại nào. Hôm nay là mình nói cho khách là những cái máy này là đều có chức năng làm sữa hạt, khác nhau cái gì? Và tùy theo budget của gia đình, chi phí gia đình chi tiêu và cái nhu cầu thì để chọn đó, để cho ba ba mặc vào phân tích đi sâu vô từng cái máy, nói sơ về từng cái máy để mọi người có thể tham khảo thêm. Đó, bà mẹ đẹp nói vậy đó. Rồi, ok. Thì như bà mẹ đẹp nói thì mỗi cái máy, mỗi giá tiền khác nhau, rồi tùy theo cái nhu cầu nữa. Ví dụ như nhà đông người, nhà ít người, hoặc là đi thường xuyên đi đâu đó. Như mình nói như cái này nè, cái này là nhẹ tay nè, nhà nhà mình thường xài cái này hầu như là mỗi ngày luôn. Tại vì rất là thích uống uống đậu sữa nành hoặc là sữa đậu xanh. Đó, mình làm bằng này. Cái này và cái này thì ba máy đều là có cái chức năng để có thể làm sữa hạt khác ha, nhưng mà như có thêm những cái nữa. Cái này á thì là nó bằng cái ca nó bằng thủy tinh, cái này thì cái ca nó bằng sắt ha, cái này cũng là nó là thép đi chứ không, cái này cũng là. Thì bây giờ nó khác biệt ở cái chỗ nào? Đây, cái máy này nó là nó nói chung mấy cái máy này ngoài nấu sữa hạt ra nó có thể nấu súp hoặc là nó nấu ăn được nữa. Thì cái này là cái này nè, ví dụ mình nói như cái máy này nè là của hiệu Silverpress ha, là ví dụ như các bạn muốn hấp, muốn làm súp, muốn xào, muốn nấu thịt kho luôn trong cái nồi này cũng được, bỏ gạo vô nấu cơm rồi nó bỏ thịt vô nó xay thành ra cháo luôn, hoặc là nấu đồ ăn cho trẻ sơ sinh, bỏ những cái khoai tây cà rốt vô cái là ngồi nữa, hoặc là bỏ thêm chút xíu, có nhiều loại loại hũ hít đó làm nui, ví dụ vậy thì bỏ nui, bỏ spaghetti luộc xong rồi bỏ vô cái xay cái nồi nó thành ra đồ ăn cho trẻ em. Hay cái gì là cái là mình tự làm nó sạch sẽ, mình biết là con cháu của em, con em của mình nó ăn cái gì đó. Mà nó sở thích của nó ăn cái gì thì mình làm theo cái món của nó vậy đó. Đó. Rồi ok, nó sẽ sơ vậy thôi. Đây, cái này cũng đơn giản lắm, bỏ nước, bỏ sữa, bỏ đường, bỏ đậu vô cái là bấm nút cái chương trình. Đây có một cái nói chung với nhau là nó tất cả đều là tự động hết, automatic, mình chỉ cần để nhiên liệu vô rồi bấm cái chương trình. Ở đây đã để sẵn nè, mỗi một cái món hàng này là mình đã có một video riêng nói kỹ rồi, hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ thôi ha. Thì nói chung là chọn những cái chương trình của nó trên này, đây nó trên, nó nằm ở trên này, bấm cái chương trình của nó xong rồi cái là nó tự động chạy, nó chạy xong cái tự động nó tắt, là mình không có sợ bị khét hoặc là bị gì hết, nó tự động tắt. Nó cũng có tất cả đều có những cái chức năng hâm nóng, ví dụ như vậy ha, nấu xong rồi cái mình để mình hâm cứ vậy hoài, thì khi nào mình ăn thì lấy lúc nào nó cũng ấm, nó cũng nóng đó. Rồi như cái này mình nói á thì là nó nhẹ ha, đơn giản nè, để đi đâu cũng đem đi theo cũng được. Cái này thì nó có cái cân luôn, nó hẹn giờ, cái này cũng hẹn giờ. Cái này đặc biệt nó là multi cook thì là nó có thể nấu ăn được, thì nó có thể nó hấp nè. Đây nó có cái bàn hấp của nó nè, cái lỗ hấp của nó nè, cũng như cái nắp này ha, lấy cái nắp này ra.
Ok. Thì là mình lúc trước mình cũng quay phim cho các bạn xem bên kênh YouTube của bạn bè Vlog hoặc là Tiên Store, kênh YouTube Tiên Store. Mình có thêm cái video, cái kênh video bên YouTube đó là Tiên Store. Ở bên Facebook á, thì là Tiên Store hàng chuẩn châu Âu từ AMZ, hàng gia dụng Đức. Nếu các bạn nhớ nha, nếu mà tìm hàng gia dụng Đức cái tên nó trùng lắm. Dạo này cái hàng cửa tên cửa hàng của mình nó bị trùng rất nhiều, không biết sao mà tự nhiên nó trùng nhiều lắm. Cho nên nói chung là khi mà các bạn tìm thì nhớ tìm cái chữ Tiên Store, chữ Tiên và chữ Store tức là cửa hàng của Tiên đó. Tiên Store thì mới là đúng cửa hàng, là cái trang kênh của mình. Còn có nhiều những cái tên, những cái trang khác hàng gia dụng cũng để là hàng gia dụng Đức nhưng mà nó không phải của mình, không phải là của mình. Ok, thì nếu mà các bạn muốn tìm cái trang của mình thì phải là Tiên Store, hàng gia dụng, hàng chuẩn châu Âu từ Anh. Ở bên YouTube thì là có Bà Mẹ Đẹp Vlog hoặc là Tiên Store, đó, hai cái kênh đó. Thì ở trên đó mình đã có video riêng từng món hàng, chỉ cách sử dụng từng món đó. Thì hôm nay ba cái máy này, tại vì có người hỏi là bây giờ mình muốn tìm cái máy để mà nấu sữa hạt, thì mình có ba cái máy này là mình nó có chức năng nấu sữa hạt, thì mình giới thiệu cho các bạn xem. Rồi các bạn tùy theo các bạn thích cái nào, cần cái gì theo cái nhu cầu của mình hoặc là cái túi tiền của mình, thì các bạn vô thẳng cái video riêng để mà xem cách hướng dẫn sử dụng của máy ha. Thì như cái này nó là multi cooker này, là nó nấu nó hấp này, để bánh bao, để gạo, để nếp vô thành nó hấp sôi. Rồi ở trên này mình hấp cá, mình nói chung muốn hấp gì mình hấp, nó ăn nó không có dầu mỡ, chiên dầu mỡ gì, hấp ăn nó rất là khỏe tốt ha. Đây ví dụ như trong này nè, để trứng vô này, trong này muốn luộc trứng gì hấp trứng gì để này vô đây đó, để mấy quả trứng vô, đổ nước vô, như hấp thì phải nhớ đổ nước nha, đừng có phải là để vô cái là tự nhiên chín đâu, phải có nước nó mới lên hơi nữa, nó mới hấp được nha các bạn. Ok rồi, đó là cái ưu điểm của cái máy này, nó là multi cooker, không những nó quét thịt làm giò sống luôn cũng được đó, nói không có người không tin. Bà Mẹ Đẹp đã có video quay làm quét thịt giò sống bằng cái máy này ha. Đó rồi, tới cái máy này, cái máy này thì là nó cái ca của nó bằng thủy tinh. Nó hay cái là nó có cái chức năng gọi là diệt khuẩn, tức là sau khi các bạn sử dụng xong gì, các bạn chỉ cần đổ nước vô, nó có cái bên cái ca, nó có cái ca nước bên hông này, nó đổ nước vô xong rồi bấm chọn cái nút cái chương trình đó là nó sẽ rửa sạch cái máy bên trong bằng hơi nóng, nó khử trùng luôn, coi như là không có sợ nữa ha. Đó. Ví dụ như cái này cũng là xay sữa hạt rồi làm đủ thứ chương trình của nó. Hẹn giờ một năm công suất nó tới 1200W nha. Cái này là của hiệu Medium. Hai cái này thì là của ZuperQuest. Đó, cái máy này thì là nó là multi cooker, nó có thêm cái cân ở đây nè. À, rất tiện. Muốn cân đường, cân bột, cân nước, cân sữa, cân cái gì nói chung đo đó, thì nước mình hỏi tại sao cân là người ta tính theo cái mililit đó, nó hiện lên trên này cho mình, cứ đổ bao nhiêu mililit, đổ nước vô nó hiện ra bao nhiêu mililit rồi mình chọn tùy theo. Ví dụ cân bột, cân đường thì mình tính gram, ví dụ vậy đó, đổ vô đó, xong rồi nấu. Trong này á thì nó có cái lưỡi xay này ha, đó, cho nên khi mà nấu xong cái mình xay, mình làm cháo, mình cháo thịt á, hoặc là mình nói chung món tây, đúng là cái máy này là của người Tây, mình làm đủ thứ món Á của mình chung, thì là thường là người ta để cá hồi vô, rồi người ta để cà chua, hoặc là người ta để cà tóc phật, làm súp cà chua, làm súp khoai tây đó. Nấu xong cái là nó xay luôn cho mình đó. Còn cái này
thì nó có chức năng hấp, có nghĩa là liền một lúc có thể làm nhiều món khác nhau. Đó là cái máy này ha. Đó. Còn cái này thì cái ưu điểm của nó là nó nhẹ gọn. Đó, lưỡi này cũng hơi bén nha, cẩn thận nha. Đổ cà hạt vô, đổ đường, đổ sữa, đổ nước tùy theo gì đó. Xong cái là ngồi nữa, xong rồi là bấm cái chương trình, chọn chương trình cái nó xay. Nó xay nhuyễn cho mình, xong cái là đổ ra cái nhíp coi coi như là lọc ngồi nó là ra nước sữa uống được liền. Cái này là nhà mình thường xuyên hàng ngày sử dụng nè, tại vì ở nhà con nít mình nó cũng thích uống uống sữa đậu nành, mà mình cũng thích uống sữa đậu nành. Ở Tiên Store nha mọi người, nhớ nha, Tiên Store dùng nha, hàng gia dụng Đức, hàng chuẩn Âu Châu từ A đến Z ở Tiên Store trên Facebook nha. Đó, đó là mình giới thiệu sơ ba cái máy này cho các bạn. Những hôm nọ có hỏi bà mẹ đẹp là sử dụng cái máy nào là máy để làm mà nấu hạt, máy nào là tiện lợi, hoặc là máy nào thì đúng là tùy theo mỗi cái nhu cầu của mình mà mình chọn cái máy. Đây ba cái máy này. Rồi trong mỗi cái máy này có một cái video riêng hướng dẫn cách sử dụng như thế nào luôn. Thì các bạn lên trên YouTube coi, trên kênh ở trên đó. Nếu cần tư vấn nữa thì cứ lên thẳng trên Facebook gặp bà mẹ đẹp đó. Hoặc là hỏi tư vấn ở trên kênh YouTube luôn cũng được, bà mẹ đẹp luôn túc trực để túc trực đây, có nghĩa là cũng phải từ bây giờ ngủ ra nha. Đôi lúc nhiều khi hỏi có người nói ủa sao tôi hỏi không trả lời, dạ cái đó giữa nửa đêm 3 giờ đêm đang ngủ thì đâu có trả lời được, đâu có biết đâu mà trả lời hết. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Nó đang trong mùa Giáng sinh thì mình cũng chúc tất cả mọi người hưởng một mùa Giáng sinh an lành, gia đình hạnh phúc và được ơn trên che chở. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Nếu các bạn thích thì có thể bấm like hoặc là share video của mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Mến chào.